Trước mặt tất cả các bác đây chính là hai cặp dây loa LBS và dây loa XLO. Hai sản phẩm này thì nó là hàng siêu lướt, siêu khủng và cực kỳ hiếm ở thị trường Việt Nam mình. Ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu chi tiết tỉ mỉ cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn nha. Thì trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho tất cả bác về cái cặp dây loa XLO Singer Latuba. Dây này là hàng siêu lướt ở bên Mỹ, bên em vừa về được trong buổi sáng ngày hôm nay. Dây này thì cự ly tiêu chuẩn của nó là mỗi vế dài 2,5m nha các bác. Đấy, đây, hàng thì còn đầy đủ bao bì của hãng. Đấy, XLOHT. Đấy, The Best in the World này các bác nhìn ra. Đó, hàng made in USA nha. Dây này thì nó là thuộc phân khúc gần như là đầu bảng của hãng rồi. Đấy, bởi vì hãng XLO này thì thực ra thì nó chỉ sản xuất những dòng dây loa dây tín hiệu và tầm trung thôi. Còn đây là cặp này là hàng đầu bảng rồi. Đấy, nếu mà một cặp dây loa XLO Singer Latuba như thế này, hãng bây giờ đang bán rơi vào trên 40 triệu đồng. Nhưng với bên Huy Cường Audio có một mức giá cực kỳ là tốt nha. Giá siêu lướt, hàng siêu lướt, giá cực kỳ là tuyệt vời cho tất cả các bác. Cặp này thì mỗi vế là dài 2,5m đây, và các bác có thể thấy được. Đó. Đây, em sẽ cầm từng vế một em quay nha. Cái đây chính là cái lõi dây bên trong của nó này. Đây, cái thân dây của nó đây các bác nhìn thấy. Đấy, bên ngoài của nó này. Đấy, dây cực kỳ là mềm dẻo nha. Rất là chất lượng. Các bác nhìn thế này thôi nhưng cầm một cặp dây này nó cực kỳ là nặng các bác nha. Cầm rất là nặng nha. Đấy, cặp này nó phải trên 3 ký đó. Các bác nhìn ra. Đấy, nó là dòng dây loa XLO đây, các bác có thể tham khảo này. Nó là dòng dây loa XLO Electrilux Singer Tuba. Đấy, hàng made in USA này, các bác nhìn ra. Đây chính là cục lọc nhiễu hai chiều mang tên thương hiệu XLO của hãng. Đấy, với cái lõi dây cấu tạo của thằng này thì lõi dây thuộc dạng là đồng đơn nha. Và các bác có thể thấy được đây cái lõi dây của nó này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem nha. Các bác nhìn này. Ngay từ cái lớp bên ngoài là các bác có thể nhìn thấy được những cái sợi đồng đơn của nó này. Nó đan xoắn đan bện lại với nhau này, cực kỳ là chất lượng. Đầu rắc của nó là đầu rắc nguyên bản của hãng bên em về. Các bác nhìn thấy, các bác có thể thấy được đây là chính là những bộ đầu rắc XLO Electrilux. Đầu rắc được mài những lớp vàng công nghiệp 24K như thế này để cho cái tốc độ truyền tải âm thanh làm sao mà nó tốt nhất, trở kháng của nó cực kỳ là tuyệt vời về cái dòng dây loa XLO này. Các bác nhìn nha. Nguyên bản của nó là đều sử dụng là những bộ đầu rắc XLO thì nó sẽ phân biệt cho các bác là một bên xanh và một bên đen như này để các bác phân biệt âm dương cho nó đúng nha. Mỗi vế 2,5m này, các bác nhìn ra cục lọc nhiễu của nó này. Đấy. Cực kỳ tuyệt vời, rất là đẹp nha. Đó. Xuất sắc về cái cặp dây loa này. Cặp này mỗi vế 2,5m, giá bên em đang bán cho tất cả các bác với một cái mức giá cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, chỉ có 28 triệu cho một cặp dây loa XLO Electrilux như này thôi. Dây này là hàng nguyên bản rất là hiếm ở thị trường Việt Nam mình nha. Thì riêng những cái dòng dây loa cái giá trị tiền nó cao như vậy, các bạn có thể phối ghép đánh ra cái chất âm nó rất là nhiều nha. Đánh ra chất âm nó cực kỳ là hay. Đấy, từ những dòng mà dây loa như này các bác có thể phối ghép những con Maxintoc, những con Acophay, những con Electrilux. Đấy, cực kỳ là hay. Và cái chất âm nó mang lại, đấy, tiếng nó trong mà nó không bị chói, tiếng bass nó chắc gọn mà không bị ù. Đấy, trung âm thì nó là rất là chi tiết. Các bác nghe các bác có thể cảm tưởng được cái tiếng ca sĩ nó đang đứng trước mặt tất cả các bác đang hát cực kỳ là hay. Cái tiếng nó rất là trung thực nha. Đấy, cặp này thì hiện tại là bên em mới về được một cặp như thế này. Giá của nó thì em báo rồi, 28 triệu đồng cho một cặp. Mỗi vế là 2,5m nha. Đấy, mỗi vế 2,5m cặp dây loa XLO Electrilux. Đấy, vế đằng sau này các bác nhìn này. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này thì nó hình như là cái bụi bẩn thôi. Cái này thì các bác, cái này thì em lau đi là chắc là nó sẽ sạch nha các bác. Các bác nhìn ra, cực kỳ là đẹp, hàng gọi là siêu lướt. Cặp này thì chưa bao giờ được cắm rút ở Việt Nam đâu. Bên nước ngoài thì cái dòng này thì nó chỉ là gọi là hàng xài ở những cái showroom á, người ta chỉ cắm rút có 1-2 lần thôi để test loa, test máy cho khách người ta nghe, thì bên em đấu giá về được trên những cái trang thương mại điện tử ở bên nước ngoài về nó rất là hiếm nha. Đấy, nguyên bản nguyên zin như thế này, cực kỳ là chất lượng, 28 triệu nha các bác. Rồi, kế đến thì em sẽ quay các bác về cái cặp dây loa LBS Black 2.
Thì cái cặp LBS Black 2 như này thì ở thị trường Việt Nam mình kể cả là hàng đã qua sử dụng rồi nha. Người ta đang bán cũng rơi khoảng từ 50 đến 55 triệu một cặp nè. Nhưng mà cặp này hôm nay em về giá cũng khá là tốt rồi. Cặp này hôm nay em về là bộ khá là tốt, mà dây bên em là dài 3 mét một vế nha các bác. 3 mét một vế nha. Đó. Đó là dòng dây loa LBS Black 2. Đấy, dây nó gồm đây. Đấy, các bác nhìn đây. Hàng này thì dây nó gồm 4 sợi đơn lẻ nha các bác. 4 sợi đơn lẻ như này. Đấy, thì bây giờ em sẽ cầm từng sợi em quay cho các bác xem này. Đấy, dây to mà rất là mềm dẻo nha các bác. Đấy. Đây. Nó là dòng dây loa LBS Black 2 này. Các bác nhìn đây, LBS này. Đó, Black 2. Đó, 0563. Đấy, series của nó nha. Tất cả các hãng của nó này các bác nhìn này. Đầu bắn người ta làm tem co. Thực ra nếu mà tem co như ở Việt Nam mình làm á, này tem co là nó thực ra có nhiều khi các bác rút cũng ra được cơ. Nhưng mà nếu mà để loại hãng nó làm này các bác nhìn này. Đấy, bên trong nó bắn những lớp keo này rất là chắc chắn này, đầu này. Đấy, các bác nhìn này, đầu dây của nó này cực kỳ là chắc chắn luôn. Này. Đó. Các bác nhìn chưa? Cực kỳ là tỉ mỉ nha. Đây, thân dây của nó thì đây các bác có thể thấy được thân dây thì khá là to nha. Thân dây to và các bác để ý cho em. Đấy. Rất là ít những dòng dây loa mà thân dây người ta làm những sợi mát như này. Đấy, các bác nhìn không? Đây là những sợi tiếp mát chống nhiễu của nó, của hãng nha các bác. Đó, đầu dây của nó đây. Đấy, lõi dây của nó là thằng này là lõi là 8.0 ly, các bác có thể thấy là lõi dây của nó bên trong này. Lõi là 8.0 ly nha. Đầu rắc sử dụng 100% là những bộ đầu rắc càng cua như này. Đó, thì cái đầu càng cua này thì nếu mà như cầu càng cua này thì còn rất là đẹp này, các bác nhìn nào. Đầu càng cua nha, nguyên zin của nó là như này. Cực kỳ là đẹp này. Đấy, nhìn nào. Ở bên nước ngoài thì người ta chỉ để test máy thôi. Đấy, chưa có qua sử dụng đâu. Dây này dài 3 mét nè, đầy đủ bao bì cho tất cả bác. Đó. Có rất nhiều bác hỏi em cái thằng LBS này sao nó không có hộp, cái hãng người ta sản xuất ra ấy. Cái thằng LBS này, người ta chỉ có để có một cái túi thôi. Túi rất là đơn giản này, túi của nó đây này các bác nhìn này. Đấy. LBS Audio Cupper này. Đấy, bên trong thì nó có một tờ giấy giới thiệu của hãng thôi. Cái này là cái giới thiệu của hãng thôi, nó không có gì đâu các bạn nha. Cặp này thì giá bên em đang bán là các bác mức giá quá tốt nha. 46 triệu cho một cặp dây loa này. Cực kỳ là tốt. Bác nào mà đang sử dụng sở hữu những cái dàn âm thanh high-end thì các bác có thể tham khảo những cái cặp LBS như thế này. Cái thứ nhất là cái chất âm lo ra, cái tiếng bass nó rất là sâu, rất là mềm mại. Các bác nghe, bác nào mà thích nghe những dòng nhạc bolero này, những dòng nhạc trữ tình, acoustic đấy, thì các bác có thể tham khảo về cái cặp dây loa LBS như thế này nha. Đấy, cặp này bên em thì giá cực kỳ là tuyệt vời rồi. Đấy, nếu mà như đợt trước em về thì một cặp như này thì em bán rồi, khách ngoài Hà Nội lấy cũng 5 triệu cơ, chứ không có rẻ đâu. Chỉ có đợt này em về thì giá nó tốt hơn cho tất cả các bác thôi. Đầu rắc của nó thì 8 đầu rắc thì còn rất là đẹp đây. 8 đầu rắc thì còn cực kỳ là đẹp rồi, các bác nhìn nha. Đây. Đó, đầu càng cua của nó này, các bác nhìn nha. Đầu nào cũng rất là đẹp nha. Đấy, lõi dây của nó đây. Này. Lõi 8.0 ly nha các bác. Cực kỳ là tuyệt vời, rất là chất lượng. Thân dây quá khủng luôn, các bác nhìn. Thực ra thì để bỏ ra một cái số tiền hơn gần 50 triệu cho một cặp dây loa này thì cũng không phải là bác nào cũng có thể bỏ ra được. Đấy, chỉ bác nào mà đang chơi những dàn âm thanh high-end. Đấy, những dòng dàn loa khủng như những dòng loa Focal này, những dòng loa Talking được 15 hay 18 này. Đấy, hay là những dòng JB này. Đấy, những dòng loa Kama này. Đấy. Thì các bác chơi những cặp dây loa này thì nó để cải thiện tốt hơn về cái chất âm nó sẽ mang lại nó cho tất cả các bác nha. Các bác nhìn nè. Cặp này 46 triệu nha, giá cực kỳ tốt. Nếu mà so với đợt trước thì nó rẻ hơn 9 triệu các bác ạ. Tại vì những dòng sản phẩm này á thì bên em về giá đợt nào bên em sẽ báo giá lên clip từng đợt đó cho tất cả các bác nha. Chứ không có phải là mình bán về đợt nào bán giá đó, chứ không phải là lần nào cũng chỉ có một cái mức giá đấy là không đúng nha các bác. Nhưng bác là xem đợt trước em về thì nó 55 triệu, mà đợt này về thì nó lại chỉ còn 46 triệu thôi. Đấy, nhưng cũng có thời điểm ví dụ như những dòng dây loa Jabu chẳng hạn, ngày xưa bán nó chỉ có 10 triệu nhưng bây giờ về nó là 12 triệu rồi. Đấy, thì đấy nó sẽ là tùy vào cái mức giá, tùy vào cái thời điểm. Đấy, cái sản phẩm người ta lên giá thì bắt buộc em cũng phải lên giá, mà xuống thì bên em sẽ bán cái giá rất là tốt cho tất cả các bác. Rồi thì ngày hôm nay thì em giới thiệu các bác hai cái dòng sản phẩm thuộc dòng high-end. Đấy, bác nào đang có nhu cầu đấy, các bác có thể alo cho em Huy Cường Audio qua số điện thoại 0775 264 888. Bên em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho các bác nhé.
Rồi, sau cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.